Tướng hot là vị tướng như nào theo cách suy nghĩ của anh em? Đó thì là tướng như anh em pick, bị cấm liên tục hay là giải đấu xuất hiện nhiều, hoặc chỉ đơn giản đó là tướng thủ bạn. Bình luận mà TNG đọc được nhiều nhất ở các video mùa 21 đó là Rao đeo mùa này mạnh không? Mùa đắc có đánh được không? Đây đều là những vị tướng có rất nhiều fan. Vậy mùa 21, sức mạnh của vị tướng được nhiều anh em yêu thích sẽ ra sao? Bắt đầu tìm hiểu thôi. Xuân nhâm dần an khang, TNG sale rộn ràng, quà tặng ngập tràn với ưu đãi khuyến mại 100% khi bạn nạp thẻ cao. Giảm giá siêu tốc lên đến 70% toàn bộ các ảo trên shop, tỷ lệ quay thưởng quân huy siêu cao cùng với siêu hồng quay lì xì bí ẩn hái lộc đầu năm. Đầu tiên là Murat, từng được Sài Gòn Tôm Bâng đem trở lại đấu trường vọng với cái lối chơi semi tank. Sau đó Murat tiếp tục biến mất như chiêu cuối của anh ta hay vận dụng vậy. Đến nay với sự xuất hiện gần nhất trong giải đấu APL Thái Lan, mặc dù cũng đem lại chiến thắng, tuy nhiên Murat cho ta thấy được khả năng trở lại vị tướng sát thủ này là khả thi. Trở lại với sức mạnh của Murat, đầu tiên là điểm yếu rõ thấy nhất đó chính là lượng máu mỏng. Cần quá ấy lính để tích được ta an toàn, sát thương chiêu cuối khi đông tương địch sẽ bị giảm cực lớn. Và giai đoạn đầu game yếu, dễ bị kẻ địch khai thác vào rừng. Về điểm mạnh có thể thấy, đó là sự biến ảo trong cái lối chơi. Bởi bộ thức và lượng sát thương cho tình huống 1v1 hay là 2v2 đều vùng tốt. Chiêu hồi nhanh, tạo khả năng cầu máu và đặc biệt là trong thế ép trụ tốt cùng team nhá. Đặc biệt với hai thức, chiêu 2 và chiêu cuối giúp Murat có khả năng né chiêu cũng như cái lượng sát thương tốt nếu chọn đúng thời điểm. Meta mới người đi rừng không còn tích lũy được nhiều tài nguyên như trước nên Murat trong anh không còn phổ biến như hồi chưa chỉnh chiêu cuối. Mà cái hồi đó mùa mấy thì ép quên rồi vì quá lâu. Hồi mà chơi Murat ta thử nhắc tới mạnh bro đó. Anh em đi rừng nên pick Murat để đối đầu với đội hình nhiều bị tướng máu mỏng của kẻ địch. Ví dụ địch toàn bọn kiểu Chrissy, Theonat thì Murat hoàn toàn có thể chơi tốt, có thể out chiêu kẻ địch dễ dàng và tiếp cận. Kể cả phải đối đầu với vị tướng sát thủ, nếu dùng tốt chiêu vẫn có thể ao chiêu và có thể ăn dễ dàng. Chú ý anh em nên để bắn ở nơi xa hoặc là trong bụi nếu cho tình huống ép trụ mega. Hoặc là vị trí đồng đội bảo kê tại bắn, nếu để lộ bóng qua hớ hình sẽ dễ khiến anh em bị hớ và tự bóp. Chúng ta có thể vận dụng phù hiệu ma chú nè, hoặc là an toàn hơn với chuyển sinh. Nâng mắc chiêu 1, cài mắt thứ nhất, bổ trợ chính trị nhé. Vụ cầm Murat đi top đối đầu Flo ấy, không lạ nhưng không quá phổ biến để anh em gặp. Thứ hai, Sinit. Dường như khi được ngài F1 truyền cảm hứng sau một cái thời gian, Sinit đã trở lại giải đấu chuyên nghiệp một cách khá mạnh. Thực tế thì Sinit là con bài được bên Thái bên đài vận dụng nhiều nhất, giữ cho mình cơ chế cận chiến và đánh xa, giúp cô nàng có cực kỳ nhiều lợi thế. Ví dụ như là ép trụ thay cho một xạ thủ đều được, thả diều với dạng đánh xa này, hoặc là dồn sát thương mạnh khi bạn chuyển đổi từ đánh xa sang cận chiến, hồi phục rất là kinh. Bên cạnh đó với chiêu cuối có thể kích hoạt ngay cả khi bạn đang dính khối cứng, giúp Sinit tự tin hơn khi đối đầu vị tướng tay ngắn khác. Đặc biệt là khi có ý định dồn khống chế và sốc đam cô nàng. Nếu như có mấy thế trận đẹp ấy, Sinit sẽ tách một mình ra, một mình đẩy đường và có thể đẩy lui kẻ địch dễ dàng. Tuy mạnh vậy nhưng ở đoạn đầu Sinit khá đuối về đam và cần mid và trợ thủ, giữ được cái thế trận ở mức cân bằng cho nên thắng, để có thể tạo điều kiện cho Sinit bùng nổ ở giai đoạn giữa cuối game. Ở tại mùa 21 với việc dọn quái rừng nhanh nè, ăn mục tiêu lớn thuộc dạng ấn tượng, Sinit đáng được chơi nhá, mặc dù đang xuất hiện ít ở trong rank. Một phần ấy vì nhiều anh em chưa bắt kịp meta nè, và phần còn lại thì chưa thuần thục vị tướng này vì nó không phải là vị tướng dễ chơi và dễ tập chút nào. Điều mà TNG thích nhất ở Sinit đó chính là thấp máu thì chạy cường lệ, như là đang gắn cho mình một cái tốc hành trên người vậy. Cấu rỉa thì đang vô đối, còn cận chiến hồi phục hồi máu rất là căng, giúp anh em kể cả phải một mình ăn mục tiêu đều được nhé. Chúng ta có thể vận dụng phù hiệu tinh linh hoặc là chuyển sinh, nhưng nói thật là ép thích cầm ma chú hơn. Nâng mắt chiêu 2, cài mắt thấp nhất nhá. Nhất tận dụng các pha tàng hình của Sinit để thể tấn công kẻ địch bất ngờ. Các bạn có thể tàng hình ở bụi cỏ, ở đường sông hay ở các vị trí kẻ địch có thể đi qua. Nói chung là vị trí kẻ địch đi qua, tấn công bất ngờ và vô cùng hiệu quả nhá. Còn về 7 điểm đầy huyết tế, cố gắng hạ hoặc là phụ nhiều vào, đừng dùng linh tinh nhé, kẻo lại mất oan. Còn về liềm đoạt mệnh, có thể thay huyết tế nhưng hiệu quả không quá cao. S vẫn thích đó chính là giáp mệnh hơn. Thứ ba, Rao đeo. Mặc dù trong anh khá ổn và để anh em ưa dùng, tuy nhiên ở giải nó lại một câu chuyện khác nhá. Và với chiếc cuối chỉ có tác dụng cho vùng nhất định, Rao đeo rất là dễ bị câu đi chiêu thức. Không như vậy, Rao đeo không sử dụng cho mình khả năng khống chế cứng hay tầm tay quá dài để sờ vào chuẩn kẻ địch được. Trở lại với giải đấu APL, cô nàng cũng giống như Murat thôi, đáo những lần hiếm hoi được góp mặt ở trong vai trò pháp sư đường mid, giữa muôn vàn các vị tướng pháp sư siêu ăn khác từ Lidiana, Chrissy v.v. Sử dụng gầm thép, một bài counter và con bài Aiza. Đặc biệt là khi Rao đeo đối đầu một đội hình ít khống chế và sát thương dồn, tầm tay ngắn và đặc biệt với đa số ý thức định hướng, cô nàng lại càng có lợi thế về mặt chất tướng. Hiện tại Rao đeo đã có lối đồ khác nhiều so với những mùa trước đây. Thay vì semi hoặc là full tank ấy, thì bây giờ lối đồ full sát thương,
kèm theo cầu băng xương hoặc một món trang bị phòng thủ cuối cùng mới là xu thế cho cô nàng. Và ở rank ấy, anh em không hiếm gặp các lao đeo như vậy, nhưng bị cái lối trang bị như thế lại khiến anh em phải giữ vị trí cẩn thận hơn thay vì sẵn sàng băng xả như trước. Lao đeo mùa 21 hiện tại ta pick chủ yếu để khắc chế nên cứ tùy trận mà dùng nó mới hợp lý, không nên cứ kiểu là thích thì pick như kiểu bọn Lidiana được. Đặc biệt trong trận đấu kẻ địch gắn tanh thì có thể pick ngay và luôn nhé. Đổi biến ảo của lao đeo là tương đối ổn, nhưng điều làm nên thương hiệu và độ khó bị tương này chính là phải căn và sử dụng chiêu 2 sao cho hợp lý nhất để có thể out chiêu và né thương tối đa. Anh em vẫn nên dựa vào đội hình kẻ địch để lên đồ cho phù hợp. Đừng nhìn trang bị ép gợi ý rồi trận nào cũng làm y như vậy nhá. Có trận chẳng cần lên sách, mà có trận ấy cũng chẳng cần phải lên hơn choi đâu. Chúng ta sử dụng ma tính nè, nâng max chiêu 1, bổ trợ gầm thét khi bạn muốn thử counter con bài Aiza kèm giày kiên cường cộng thêm. Thanh tẩy vẫn là phép bổ trợ hàng đầu khi kẻ địch lắm khống chế, hoặc là tốc biến khi anh em cảm thấy chỉ cần tiếp cận là đủ rồi. Thứ tư, Skirt. Nếu anh em đau đầu làm sao chị bọn phép như kiểu Kera Tolem bây giờ, bọn nó nhồi đam ghê quá, thì ở tại mùa 21 này, đặc biệt là giải APL Thái Lan, Skirt nổi lên như một vị tướng cực kỳ châu bò, có nhiều sát thương ở đường tà thần. Với thể thức ban tích quốc tế, khi có vị tướng xạ thủ như dạng kiểu Hete chỉ có thể được vận dụng một lần, cũng nhà Thon bị cấm thì Skirt lại càng đáng sợ hơn. Ở giai đoạn sau với một vị tướng đủ đồ 20.000 máu trở lên, kèm cái lượng sát thương phép khổng lồ mà lại có khả năng miến đi khống chế được chút cuối thì quá áp lực. Đặc biệt là khi kết hợp tốc biến để càn vào thì những xạ thủ thiếu cơ động bên kẻ địch chỉ biết khóc thét. Không như vậy, với những xạ thủ không có lượng đam DPS tốt, tức là bọn bàn tay đâu, cũng là những mục tiêu để Skirt có thể ôm trọn lượng sát thương mà không hề hấn. Sốc đam đi, cho gáy ngứa luôn. Tuy mạnh và trâu như thế, tuy nhiên anh em chơi Skirt ấy cần phải chú ý một số kèo khá khoai như kiểu bọn Hete, bọn Thon, bọn Cap, đặc biệt là bọn Cavalier Phung Tà Ma và sáng sớm nhá. Bọn nó chăn thả ghê lắm. Vì đối đầu với những vị tướng này, khả năng anh em bị thả diều rất lớn, trâu đến đâu bọn nó đánh được hả? Chúng ta sử dụng hiệu Mộc Giáp nè, nâng max chiêu 2, bổ trợ tốc biến, anh em nhớ thử nhé. Lưu ý khi chơi Skirt ấy, tung chiêu 1 trúng mục tiêu lính quái tướng để tối đa 50% sát thương cộng thêm từ chiêu 2 và nội tại, như thế đam nó mới to được. Thứ năm, Malok. Quản ngủ chúng ta đang có xu hướng trở lại tại mùa 21 ở giải đấu APL Thái Lan, khi mà những vị tướng châu nhiều giáp được anh em yêu thích sử dụng nhiều hơn điển hình như kiểu bọn Badum, Lumbua, Mina. Thời điểm đó Malok dường như là sự lựa chọn tốt cho việc gây lượng sát thương chuẩn để có thể hạn chế cái độ cản lướt của bọn tướng này. Rõ ràng điều dễ dàng thấy nhất, chơi Malok ấy tung chiêu 1, 2 hay là 3 ấy thì chúng ta đều nhận được nội tại, nên anh em còn phải cố gắng tận dụng cái nội tại này để có thể gây tối đa cái lượng sát thương chuẩn, có cho mình chút cuối khả năng khép góc mở trang lại quá ngon, đồng thời gây lượng sát thương tuyệt vời từ chiêu 1, giáp quá dày chiêu 2, giúp Malok để tự tin đối đầu cho tranh lại không quá sợ bốc hơi quá nhanh. Giao tranh càng đông người thích, chém được càng nhiều, gây sát thương chuẩn và hồi phục càng lớn. Vấn đề ở hiện tại ấy, khi anh em đánh Malok là lối đồ hơi không hợp lý. Anh em chú ý nhá, đừng lên đam quá sớm cho Malok khi các bạn chưa đủ chống chịu. Dạo đây cứ gặp Malok ấy là anh em lên nhanh quá sớm, dù đi trợ thủ mà kẻ địch lắm sốc đam. Bên cạnh đó hạn chế bị thả diều thôi. Nếu anh em lên full tank ấy, tất nhiên là không sợ bị sốc đam, nhưng sẽ là nguy hiểm khi đối đầu bị tướng tay dài cấu đỉa kẻ địch. Để khắc phục, anh em ưu tiên khép góc đứng dưới áo tranh nè, hạn chế dí kẻ địch tự tách mình ra khỏi đội hình giao tranh, tức là chúng ta vẫn khép góc kẻ địch nhưng phải có đồng đội ở đằng sau nhá. Nếu kẻ địch lắm hồi phục ấy và team cần thêm đao chiều thì anh em cứ lên thôi. Vì gặp bọn mid như kiểu Lily đã đấy thì đa số top và trợ thủ chúng ta phải lên đồ giảm hồi phục đó. Anh em thể vận dụng phi hiệu mộc giáp hỏa đấu khí, nâng max chiều 1, bổ trợ tốc hành hoặc tốc biến thì tùy độ quen tay của anh em nhá. Và đó là vị tướng có cơ hội quay trở lại cứng mạnh tại mùa 21 ở cả giải đấu và đấu rank, anh em hoàn toàn thể áp dụng. Anh em đánh giá sao về các con bài này, bình luận ngay dưới video nhé. Nếu thấy hay đừng quên ủng hộ TNG bằng cách đăng ký kênh và bấm nút chuông để khi TNG ra clip mới bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xem xong video của Ad, nếu các bạn thấy hợp gu
và có ích, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận các video thông báo mới nhất. Xem video có mẹo của nó cả nha anh em. Nếu thấy hay ấy, thì bấm nút like, không hay thì comment để góp ý. Nhưng quan trọng xem video, bấm vào các mốc thời gian, xem các vị trí, vai trò các bạn muốn xem. Đó là đặc điểm trên kênh của Tràm Game. Các bạn nhớ click theo mốc thời gian để xem thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhé.